Tử vi từ ngày 13 tháng 1 âm lịch Quý Mão. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 13 tháng 1 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, xà đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan về ngày 13 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 13 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức ngày 24 tháng 2 năm 2021 dương lịch, là ngày Quý Mão, tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Kim Bạc Kim. Ngày Quý Mão thuộc hành Kim, khắc hành Mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi, nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Mão lục hợp tốt, tam hợp mùi và hợi thành Mậu Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn và Ngọ, tuổi Thân. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Tân Dậu, tuổi Đinh Dậu và Đinh Mão. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như xuất hành, khai trương, buôn bán, cưới hỏi, nạp tài và động thổ làm nhà. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 13 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp quý âm thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Trong ngày có các tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là một các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Bên cạnh đó, để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận thân, Tý, Thìn. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu sẽ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. May mắn trong ngày này có phúc tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu, vì thế bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, chiều khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Sơn dương mộc gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dần. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày có sao hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Dần. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. May mắn gia chủ tuổi Dần còn có cát thần, kim dư chiếu mệnh, đây là cát tinh phú quý, cho nên trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Dần. Khi gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh.
Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp quý âm thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. May mắn còn có hai cát tinh là Văn Xương và Phúc Tinh chiếu đến mạnh. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hành thông. Còn Phúc Tinh giáng chiếu có nghĩa là trong ngày hôm nay, người tuổi Mão có thể xem xét, tiến hành các công việc quan trọng. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương thủ gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là bị thần khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đừng đầu họa, vô hỷ tất hưu họa. Ý chỉ thái tuế đó đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp quý âm thủy là thần sát, là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tỵ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Bên cạnh đó, trong ngày cần có hai cát tinh Thiên Ất và Thái Cực chiếu mệnh, đây đều là những cát tinh chủ về tài lộc. Bản mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng và gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiếu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ Dương hỏa gặp quý âm thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong ngày có sao hàm chỉ chiều tới mà lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Ngọ. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hành thông, thuận lợi. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày có tướng tinh chiếu mệnh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quân hung. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp quý âm thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày có hai cát tinh là Thái Cực và Quốc Ấn chiếu mệnh, đều là những sao tốt, đem lại may mắn, tài lộc và những mối quan hệ tốt cho gia chủ tuổi Thân. Vậy nên trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Dậu cần hết sức chú ý và cẩn thận. Bạn không nên đầu tư tiền của vào bất cứ lĩnh vực gì trong ngày hôm nay. Bạn cũng cần cẩn trọng việc đi lại, xe cộ, nếu phải đi công tác đường xa, nên để người khác cầm lái. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn.
11 tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy là chính tài, nghĩa là bị thần khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong ngày, có sao Hàm Trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tuất. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đừng đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12 tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày từng tinh chiếu mệnh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quân hung. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Bên cạnh đó còn có hung thần Kình Dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên gia chủ tuổi Hợi cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 13 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.